Để đáp lại niềm tin và tấm chân tình quý giá mà quý thân chủ và khách hàng đã chọn dược mỹ phẩm EV Princess Cosmetics trong suốt 20 năm qua, cũng như hiện tại, sản phẩm EV Princess và BL Miracle đã mang đến niềm tin cho hàng triệu người với làn da thật đẹp, lấy lại niềm tin, thành công và hạnh phúc của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới. Vì vậy, hệ thống công ty EV Princess và Hoa hậu Bích Liên không ngừng cố gắng và phát triển để đáp lại lòng thương yêu của quý khách hàng, đã cho ra đời dòng sản phẩm BL Miracle. Tất cả sản phẩm của hệ thống công ty EV Princess Cosmetics bao gồm EV Princess và BL Miracle chữa trị, nuôi dưỡng, tái tạo, phục hồi và bảo vệ làn da, cùng với dược thảo Astro Balance, EV Slim Beautiful, đồng trùng hạ thảo và linh chi đỏ. Thì cho Thanh Tùng, với tư cách là một thành viên trong gia đình của công ty, xin được giới thiệu với quý vị một số các sản phẩm để quý vị biết sản phẩm nào mình cần, sản phẩm nào rồi mình mua sản phẩm đó về đặc trị cho làn da của mình. Thưa cho chúng tôi được lần lượt giới thiệu với quý vị các sản phẩm bên trên sân khấu như thế này. Đầu tiên xin được giới thiệu loại dùng để rửa mặt, sữa rửa mặt của loại sản phẩm BL Miracle. Công ty EV Princess đã từng được biết đến với nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhiều dòng sản phẩm khác nhau. EV Princess Cosmetics, EQ Skin Solution và hàng loạt các dòng sản phẩm. Và hiện nay chúng tôi rất hân hạnh giới thiệu với quý vị dòng sản phẩm mới, dòng sản phẩm dưỡng da cấp, và đây là dòng sản phẩm mang tính quốc tế, hiện đang vươn lên hàng đầu và đang được xem là một trong những người bạn đồng hành của nhan sắc Việt. Dù sống ở Việt Nam hay bất kỳ nơi nào trên thế giới, chúng tôi có tất cả là 7 lọ căn bản của dòng sản phẩm mới có tên gọi là BL Miracle, điều kỳ diệu của BL. Thưa quý vị, đầu tiên mình cần cái gì quý vị? Sữa rửa mặt. Loại sữa rửa mặt này đặc biệt là nó có rất nhiều tinh chất của lưu hội của aloe vera, và đặc biệt các loại vitamin B2, B5. Do đó làm sao quý vị? Nó giúp cho làn da mình nó xe lại lỗ chân lông, nó săn lại, làm mịn màng làn da. Cho nên khi mà quý vị mà rửa mặt á, dùng cái loại sữa rửa mặt này thấm một chút nước, rửa đều gương mặt của mình. Buổi sáng khi thức dậy và buổi tối trước khi đi ngủ một ngày rửa mặt 2 lần. Tác dụng của nó chẳng những làm sạch da, lấy luôn chất cặn bẩn nằm ở bên dưới lỗ chân lông, và nó giúp cho da mình được giữ ẩm trong suốt ngày. Mà da giữ ẩm thì sao quý vị? Mình sẽ trẻ lâu hơn. Xin được giới thiệu loại sữa rửa mặt đặc biệt của BL Miracle. Ngoài ra chúng tôi cũng xin giới thiệu với quý vị các loại sản phẩm lần lượt đó. Mình có cái loại mà dưỡng da, loại solution, kem dưỡng da ban ngày, kem làm trắng da. Quý vị thấy hình ảnh ở trên màn hình như chúng tôi giới thiệu. Loại kem ban ngày và ban đêm của BL Miracle có tác dụng gần như giống nhau ở chỗ là nó giữ gìn cho làn da quý vị mềm mại. Là bởi vì nó được chiết xuất từ các loại tinh chất của aloe vera, các loại sinh chất của trái cây, của vitamin không hóa chất. Quý vị biết nhờ vậy đó, nó giúp làn da mình nó mịn màng, tự nhiên, không bị phản ứng của chất hóa học. Kem dưỡng da ban ngày đương nhiên là mình dùng buổi sáng. Khi quý vị sử dụng loại kem dưỡng da ban ngày thì dễ lắm. Quý vị mở hộp ra, nhớ 5 điểm chấm vô đó, 5 điểm trên mặt của mình ban ngày lẫn ban đêm là sao quý vị? 1 trên trán, 2 trên mũi, 3 bên trái, 4 bên phải, 5 dưới cầm. 5 trắng thôi, đúng không? Vào cách đi tôi muốn làm nhiều hơn rồi đó. Tại em muốn cho trẻ lâu. 5 trắng đơn giản và cho cái gì rồi lấy hai tay mình xoa đều buổi sáng với kem dưỡng da ban ngày, buổi tối với kem dưỡng da ban đêm cũng 5 trắng như vậy, dưỡng da cho mình cả ban ngày lẫn ban đêm. Rồi bây giờ cho Thanh Tùng xin hình ảnh của loại kế tiếp. Thưa quý vị, đây là loại kem dưỡng da đặc biệt, loại kem dưỡng da cao cấp hiện nay, đặc biệt dành cho những làn da nào đang bị đồ mồi, bị nám, bị tàn nhang, đặc biệt đau khổ hơn là bị mụn đầu đen đó quý vị, khổ lắm không biết cách nào. Thì nhờ có các loại tinh chất aloe vera
và các loại vitamin, loại vitamin E, C. Nó giúp cho lấy đi của quý vị những cái vết thâm đen, những cái vết da bị sẫm màu. Nó lấy đi những vết nám, tàn nhang, đồi mồi ở bên dưới lỗ chân lông. Rồi sau đó, nó kích thích sự phát triển của tế bào non của mình. Nó làm tế bào non phát triển. Và nhờ vậy quý vị thấy các cái vết nám nó lần lượt nó đi đi. Đây là một trong những loại kem tuyệt vời giải pháp cho những quý vị nào đang đau khổ gì nám và tàn nhang. Bây giờ đã đến lúc quý vị hát bài Buồn ơi chào mi. Bởi vì mình có kem dưỡng da trong nhắn rồi. Đấy, quý vị nhớ đây là loại đặc biệt. Cái chữ là, cái chữ quý vị nhận thấy cái chữ cuối cùng á, Skin Corrector. Nhớ Skin Corrector là loại chống nám. Cho tôi tụng xin hình ảnh của loại kế tiếp. Bây giờ tới cái loại có tên gọi là BL Miracle Advanced Hydration Protection. Tại sao phải có cái lọ này? Bây giờ Thanh Tùng giải thích. Hồi nãy Thanh Tùng mới giới thiệu cái lọ mà chữa nám, lấy hết vết nám ra, đúng không ạ? Thì sau khi cái làn da mình nó được tái tạo tế bào non và quý vị không dưỡng, tế bào non mình nó mới phát triển, mình không dưỡng mà đi ra đường thì sao ạ? Nắng nè, bụi nè, gió nè, ô nhiễm môi trường nè, nó tác động lên tế bào non đó là sao? Tổn thương không? Đây là giải pháp sau khi mà mình đã lấy cái vết nám ra rồi. Thì phải có cái em này là em dưỡng cho cái da của mình, nuôi cái tế bào non mà bắt đầu phát triển dần dần lên. Và nhờ vậy quý vị, da của mình nó mịn màng, nó mềm mại và nó trắng và sáng. Đây là giải pháp tuyệt vời sau khi đã chữa nám thì phải có cái lọ này. Có nhiều quý vị nói chứ thôi, kinh tế khó khăn, tôi mua cái lọ trị nám thôi, không cần mua này chi cho tốn tiền. Quý vị đã chữa được nám mà quý vị không dưỡng cái da cho nó trẻ, nó đẹp hơn, Thanh Tùng đề nghị khỏi mua lọ dưỡng nám chi cho uổng tiền vậy. Mua phải mua một cặp, đúng vậy không chị? Mua phải mua một cặp, nếu mua áo phải mua quần, để mua áo mặc quần lên sao? Thành ra đây mình thấy đây là cái giải pháp tuyệt vời cho vừa chữa nám và dưỡng da cho mình trắng sáng làn da. Cho Thanh Tùng xin lọ kế tiếp. Đây là lọ kem dưỡng cho quần thâm mắt. Quý vị nhìn thấy cái chữ BL Miracle Advanced Retinol Eye Cream, loại kem dưỡng mắt. Những cái gì nào mà mình bị cái quầng thâm xung quanh mắt, đúng không ạ? Không có cần phải lớn tuổi đâu, chỉ cần 30 thôi mà lỡ sao ạ? Hai đêm vì lý do nào đó mà mất ngủ, chuyện gì xảy ra? Cái quầng thâm ở dưới nó bị theo cái khuôn mắt mà nhìn nào, thì lúc đó là sao? Đôi mắt của mình thôi rồi, không còn tinh anh nữa, nó mất đi cái nét quyến rũ ngày xưa, đúng không ạ? Thì đây là giải pháp, có gì thoa cái loại kem này bên dưới những cái quần thâm đó, chỉ cho một thời gian ngắn các quần thâm sẽ từ từ biến mất. Hoặc là những cái gì nào bị bọng mỡ ở bên dưới đôi mắt thì cái eye cream này, loại kem dưỡng bằng mắt này, nó sẽ xóa mờ đi bọng mắt và đặc biệt vết thâm đen xung quanh mắt, trả lại cho quý vị cái đôi mắt tinh anh, đôi mắt quyến rũ như mọi năm. Thưa quý vị, vậy thì một lần nữa xin được giới thiệu tổng cộng là 7 lọ căn bản của trọn bộ kem dưỡng da cao cấp hiện nay BL Miracle. Đây là loại kem, sẽ nhắc lại công dụng của nó, chẳng những dưỡng da, làm mịn da, sáng trắng da và đặc biệt xóa nám, hiệu quả vô cùng. Cá nhân của Thanh Tùng là người sử dụng các sản phẩm này từ ở bên Mỹ trước khi về đây. Không riêng gì Thanh Tùng mà quý vị biết, gia đình của Thanh Tùng, ba với mẹ của Thanh Tùng đã sử dụng, em dâu Thanh Tùng đã sử dụng, và rồi một số các ca sĩ ngôi sao tại hải ngoại đã thử, đã sử dụng và họ đã thành công. Tại sao quý vị lại chờ thêm một ngày cho cái làn da không đẹp của mình? Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ khi đã có giải pháp xóa nám, giải pháp chống lão hóa, giữ lại sự thanh xuân, tại sao mình không bắt đầu làm đẹp ngay ngày hôm nay, đúng không ạ? Ngay trong ngày hôm nay, sẽ nhắc lại từ bây giờ cho đến khi thương xá tắt đóng cửa, tất cả các sản phẩm của công ty, kể cả EV Princess Cosmetics và đặc biệt loại kem dưỡng da BL Miracle bớt 30% cho tất cả các sản phẩm, có nghĩa là có gì mua nhiều, có gì tiết kiệm nhiều. Mua nhiều, trẻ nhanh và trẻ lâu. Cho Thanh Tùng có một lời khuyên ngắn thôi.
Chúng tôi biết kinh tế khó khăn, khi mua sắm mình phải rất là khôn ngoan. Nhưng với kem dưỡng da BL Miracle không thể chỉ xài một lọ, ngồi đó chờ đợi điều kỳ diệu Miracle diễn ra. Bởi vì nếu đã lột cái chất nám đi, tẩy chất nám đi mà không dưỡng làn da thì cũng như không. Đã dưỡng làn da rồi mà không có kem dưỡng da ban đêm cũng như không. Thành ra lời khuyên là gì ạ? Xin hãy mua trọn bộ, xin hãy sử dụng trọn bộ để có nét đẹp tự nhiên một cách toàn diện trong thời gian sớm nhất. Nhất da nhị giãn, nhất da nhị giãn. Đó là lời nhắn nhủ của Hoa hậu Bích Liên với dược mỹ phẩm EV Princess đã giúp cho hàng ngàn khách hàng, nhất là chị em phụ nữ từ Hoa Kỳ đến Úc Châu, Âu Châu, Canada, kể cả Việt Nam tìm lại được làn da trắng rực rỡ, mịn màng, hồng hào tươi trẻ một cách không ngờ. Mỹ phẩm tần dược EV Princess có khả năng xóa sạch những vết nám, tàn nhang, vết tâm đen, đẩy lùi những tuyệt khuyết u buồn của tuổi tác, đem lại niềm vui, tự tin, yêu đời và hạnh phúc. Mỹ phẩm tần dược EV Princess cùng Hoa hậu Bích Liên đã trợ giúp cho chị em phụ nữ trên khắp thế giới tìm lại được làn da trắng đẹp, rực rỡ, mượt mà như làn da nguyên thủy. Hoa hậu Bích Liên là chuyên gia thẩm mỹ của hai trường thẩm mỹ lừng danh tại Nam Bắc Cali, với bàn tay khéo léo, khả năng thiên phú trên 20 năm kinh nghiệm nghiên cứu, chữa trị, giảng dạy, cùng hiệu năng thần kỳ của dược mỹ phẩm EV Princess, Hoa hậu Bích Liên bảo đảm sự thành công hoặc sẽ hoàn tiền lại 100%. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên và thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó sẽ không có những vết nám, tàn nhang, đồi mồi, vết thâm đen. Ở đâu có Hoa hậu Bích Liên cùng thần dược mỹ phẩm EV Princess, ở đó có nụ cười, niềm vui, hạnh phúc, sự thành công bởi một làn da trắng trẻo, mịn màng. Trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care gồm có 4 địa điểm tại Bắc Cali, 4 địa điểm và 1 trung tâm phân phối sản phẩm tại Nam Cali. Tại Bắc Cali, văn phòng tổng đại lý tại 1164 McLaughlin Avenue San Jose 408-275-9620, chi nhánh trong khu thương xá Việt Nam Tower ở địa chỉ 979 Story Road San Jose 408-509-4480, chi nhánh San Jose tại địa chỉ 2877 Center Road góc đường Lewis, trung khu thương mại với chợ Center 408-360-9620. Chi nhánh Milpitas ở địa chỉ 86 South Able Street góc đường Calaveras Boulevard, trung khu thương mại với cơm Tám Thanh 2 và Da Cao Sandwich 408-946-4227. Ngoài ra, trung tâm thẩm mỹ Bích Liên Skin Care cũng có 4 địa điểm tại Nam Cali cùng với trung tâm phân phối sản phẩm tại địa chỉ 8105 Bosa Avenue góc đường Beach Boulevard 714-461-2403. Cần đại lý khắp nơi, xin lạc số miễn phí 800-918-3017 hoặc vào website evbichliên.com. Hoa hậu Bích Liên xin chân thành cảm ơn chị em phụ nữ Việt Nam đã dùng qua dược mỹ phẩm EV Princess.